Quý thầy cô thân mến, để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục hiệu quả thì việc chuẩn bị môi trường dạy học tích hợp công nghệ thông tin là rất quan trọng. Vậy làm sao có thể chuẩn bị môi trường dạy học tích hợp công nghệ thông tin? Câu hỏi này sẽ được trả lời bởi chuyên gia tiến sĩ Lê Đức Long, giám đốc Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa thầy, theo thầy thì môi trường dạy học ứng dụng công nghệ thông tin thì bao gồm những nội dung gì ạ? Những nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong dạy học và giáo dục cho thấy rằng giáo viên có thể thành công chỉ khi họ có đầy đủ thiết bị, phương tiện hay phần cứng, phần mềm, tôi dùng theo nghĩa của tin học, và được hỗ trợ đầy đủ các kỹ thuật cần thiết. Một điều quan trọng nữa là việc cung cấp đầy đủ các điều kiện cơ bản cho tất cả học sinh có cơ hội học tập trong môi trường học tập có ứng dụng công nghệ. Theo tôi, môi trường dạy học ứng dụng công nghệ thông tin gồm hai thành tố chính cần quan tâm, đó là nguồn tài nguyên học liệu số và thiết bị công nghệ hỗ trợ dạy học và giáo dục. Dạ, như vậy thì để chuẩn bị môi trường dạy học ứng dụng công nghệ thông tin là chúng ta chuẩn bị những gì thưa thầy? Dạ, như đã nêu ở trên thì hai thành tố quan tâm là thứ nhất là nguồn tài nguyên học liệu số và thứ hai là thiết bị công nghệ hỗ trợ dạy học và giáo dục. Từ đó chuẩn bị cái môi trường dạy học ứng dụng công nghệ thông tin là chuẩn bị các nội dung như sau. Ý thứ nhất là với cái nguồn học liệu số thì trong đó có hai cái nội dung chính, đó là chuẩn bị nguồn học liệu số và thứ hai là tổ chức lưu trữ cái nguồn học liệu số. Dạ thưa thầy, thì ở yếu tố 1 đó thì cái chuẩn bị nguồn học liệu số thì một số câu hỏi gợi ý với thầy cô là như sau. Ý thứ nhất đó là giáo viên cần sử dụng những tài nguyên, tài liệu tham khảo nào để chuẩn bị cho chủ đề học tập bài dạy. Và ý hai là giáo viên cần sử dụng cái nguồn học liệu số gì để thiết kế cái nội dung dạy học. Và ý ba là giáo viên cần sử dụng cái nguồn học liệu số gì. Và ý bốn là dành cho học sinh thì học sinh cần tự học và tự nghiên cứu thêm những tài nguyên học liệu số gì. Thứ năm là học sinh cần sử dụng những tài nguyên, tài liệu gì. Và ý 6 là học sinh cần sử dụng tài nguyên gì để thực hiện bài tập, bài thực hành hay nhiệm vụ học tập của giáo viên yêu cầu. Dạ, thế còn với cái yếu tố thứ hai là các cái thiết bị công nghệ mà hỗ trợ thì như thế nào ạ? Dạ, thì ở yếu tố thứ hai thì tôi cũng đưa ra một số cái gợi ý với thầy cô như sau. Thì ý 1 là giáo viên tổ chức lưu trữ cái nguồn học liệu số cá nhân như thế nào? Dạ. Và ý 2 là giáo viên tổ chức lưu trữ các tài nguyên, tài liệu, sản phẩm học tập của học sinh phục vụ cho lớp học mà đang giảng dạy thì như thế nào. Và ý ba là học sinh giao nộp cái sản phẩm học tập, chia sẻ thông tin dữ liệu như thế nào và ở đâu. Thì tất cả cái yêu cầu và quy định cụ thể thì cần được hướng dẫn và tuân thủ theo những cái câu hỏi ở trên. Thì tôi cũng đề cập sang cái thành phố thứ ba, đó là với cái thiết bị công nghệ hỗ trợ thì cần đề cập đến ba cái nội dung chính, là thứ nhất là thiết bị phần cứng, thứ hai là phần mềm và thứ ba là cơ sở hạ tầng và phương tiện hỗ trợ. Thì thứ nhất là thiết bị phần cứng thì thầy cô có một số câu hỏi gợi ý như sau. Thì ý một là giáo viên cần sử dụng các thiết bị phần cứng gì để xây dựng nội dung dạy học và các học liệu liên quan đến chủ đề học tập bài dạy. Ý hai là giáo viên cần sử dụng các thiết bị phần cứng gì cho chủ đề học tập và bài dạy. Và ý ba là học sinh cần có thiết bị phần cứng gì để phục vụ cho việc thực hiện cái nhiệm vụ học tập. Và việc thứ hai là về phần mềm. Thì phần mềm thì tùy theo góc nhìn và ngữ cảnh sử dụng đó, thì còn được gọi là công cụ hay là tiện ích hay là ứng dụng máy tính hoặc là nền tảng hay là hệ thống thông tin. Thế thì một số câu hỏi gợi ý với thầy cô là như sau. Thì ý một là giáo viên cần khai thác sử dụng các phần mềm, ứng dụng máy tính gì để xây dựng cái nội dung dạy học và các học liệu liên quan đến chủ đề học tập bài dạy. Và ý hai là giáo viên cần khai thác sử dụng các phần mềm, công cụ, nền tảng hay hệ thống gì để hỗ trợ dạy học trong cái tiết hay là buổi học. Và thứ ba là giáo viên cần khai thác sử dụng cái phần mềm, công cụ hay nền tảng hệ thống gì hỗ trợ dạy học trước, sau cái tiết hay buổi học. Và ý thứ tư đó là học sinh cần khai thác sử dụng các phần mềm, công cụ hay nền tảng, hệ thống gì để thực hiện cái nhiệm vụ học tập được giao. Và cuối cùng thứ ba, tôi cũng nói luôn về cái cơ sở hạ tầng và phương tiện hỗ trợ.
thì thầy cô sẽ có một số câu hỏi gợi ý như sau. Thứ nhất là giáo viên có yêu cầu và cần chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phương tiện gì? Và thứ hai là giáo viên có yêu cầu và cần chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phương tiện gì cho phòng học, phòng máy tính, môi trường học ảo? Và ý ba là học sinh cần chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phương tiện gì cho việc thực hiện cái nhiệm vụ học tập trước, sau, cái tiết hay là cái buổi học chính. Thầy có lưu ý gì với quý thầy cô giáo khi mà chuẩn bị môi trường dạy học, tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin để có thể làm sao mà chúng ta tổ chức một cách hiệu quả? Thì muốn chuẩn bị cái môi trường dạy học ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả thì cần một là nên có một cái phương án chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể đối với cái mục tiêu dạy học. Và hai là lựa chọn và sử dụng cái nguồn học liệu số, thiết bị công nghệ phù hợp với hoạt động dạy học và giáo dục, tránh cái việc lạm dụng công nghệ. Hiện nay thì cái điều kiện về cơ sở giáo dục cũng như là cái khả năng của giáo viên, khả năng của học sinh là khác nhau. Vậy thì để chuẩn bị môi trường dạy học mà tích hợp công nghệ thông tin một cách khả thi á, thì theo thầy đâu là những cái vấn đề quan trọng? Thì theo tôi, để việc chuẩn bị cái môi trường dạy học ứng dụng công nghệ công nghệ thông tin khả thi, mang lại hiệu quả giáo dục và đào tạo đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì cần đảm bảo ba ý sau. Thứ nhất là đánh giá đúng cái thực chất về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của bản thân giáo viên, học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục. Và thứ hai là không ngừng nâng cao cái khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên và đồng hành với việc chia sẻ hướng dẫn đồng nghiệp. Và ý ba là biết tự thách thức với bản thân và vượt qua những cái lo lắng để có thể ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả hơn. Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của tiến sĩ Lê Đức Long. Thưa tất cả quý thầy cô, hy vọng rằng với những trao đổi vừa rồi thì đã phần nào giúp cho quý thầy cô có thể chuẩn bị cái môi trường dạy học ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý thầy cô.